Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết hoa chữ cái đầu trong ngoặc Ví dụ như đây Tôi có một danh sách họ tên Và danh sách họ tên của tôi á Nó là chữ thường Mà trong họ tên á Bắt buộc chúng ta phải viết hoa Chữ cái đầu tiên của mỗi từ Thì lúc đó mới đúng chuẩn Còn nếu mà các bạn chúng ta viết như thế này á Là sai nha Rồi nếu mà các bạn chúng ta sửa theo các thủ công như thế này Tức là chúng ta sửa từng từ á Đó. nếu mà các bạn chúng ta sử như thế này cũng được nha. Tuy nhiên nếu mà bạn sử như thế này á rất lâu và mất thời gian. Thay vì vậy trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là viết hoa chữ cái đầu trong ngoặc cực kỳ nhanh chóng luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ nôi qua trở lại. Rồi đối với cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ họ tên. Đó, ở đây tôi sẽ quét chọn vào toàn bộ họ tên. Tiếp theo ở đây tôi sẽ vào top Home sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào công cụ đó là trên cây Công cụ trên cây á nó có biểu tượng là chữ A lớn và chữ A nhỏ Bên cạnh công cụ trên cây á nó có mùi tên chỉ xuống Các bạn chọn vào Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện các tùy chọn Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào tùy chọn đầu tiên này Thì lúc này các bạn quan sát Chỉ chữ cá đầu tiên nó được viết hoa mà thôi Còn cách chữ còn lại á Nó được viết thường rồi nếu mà tôi chọn vào thì chọn thứ hai thì lúc này á nó sẽ viết thường tất cả. Tiếp theo đây tôi chọn vào thì chọn số 3 đó là upper case thì lúc này á tất cả được viết hoa. Rồi nếu mà tôi chọn vào thì chọn số 4 á thì bạn quan sát này ở mỗi từ á chữ cái đầu tiên nó được viết hoa. Đó. Rồi nếu mà tôi chọn vào thì chọn số 5 á thì bạn quan sát này chữ cái đầu tiên ở mỗi từ đó, nó là viết thường còn các chữ còn lại nó được viết hoa đó rồi suy ra chúng ta muốn viết hoa chữ cái đầu tiên trong quật á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào thì chọn số 4 thì nó sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ đó đây là cách đầu tiên rồi bây giờ tôi sẽ đưa qua trở lại Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn có thể là quét chọn vào nội dung mà bạn muốn viết khoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Shift F3. Đó, các bạn bấm cho tới khi nào đúng ý bạn thì thôi. Ở đây tôi sẽ quét chọn vào này, Shift F3. Rồi nếu mà quét danh sách á không được thì các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào từng từ nha ship F3 này đó ship F3 thì nó sẽ được nha bạn thấy không cực kỳ đơn giản và nhanh chóng thay vì chúng ta gõ từng từ á thì các bạn chúng ta thực hiện theo cách tôi hướng dẫn á nó sẽ nhanh hơn đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách viết khoa chữ cái đầu trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi